Xin mời quý vị theo dõi trận thi đấu bán kết 2 giữa hai đội Chí Linh mặc áo màu xanh gặp đội Yên Thế mặc áo màu vàng trong khuôn khổ cúp các câu lạc bộ bóng chuyền hơi tỉnh Bắc Giang mở rộng năm 2019.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu thủ rất là